Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lịch thi đấu vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Burnley đối đầu với Arsenal. Sheffield United đọ sức với Southampton. Aston Villa đọ sức với Wolves. Brighton so tài với Leicester City. West Brom gặp Newcastle United. Liverpool đối đầu với Fulham. Manchester City đại chiến với Manchester United. Tottenham so tài với Crystal Palace. Chelsea đọ sức với Everton. Và cuối cùng là West Ham đối đầu với Leeds United. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City dẫn đầu với 65 điểm, đứng thứ hai là Manchester United 51 điểm, Leicester City xếp thứ ba với 50 điểm, Chelsea đứng thứ tư với 47 điểm, xếp năm là Everton 46 điểm, West Ham đứng thứ sáu với 45 điểm, Liverpool đứng thứ bảy với 43 điểm, Tottenham xếp thứ tám với 42 điểm, đứng thứ chín là Aston Villa 39 điểm, xếp thứ 10 là Arsenal 37 điểm, Leeds United đứng thứ 11 với 35 điểm, Wolves đứng thứ 12 với 34 điểm. Đứng thứ 13 là Crystal Palace 34 điểm. Xếp thứ 14 là Southampton 30 điểm. Đứng thứ 15 là Burnley 29 điểm. Xếp thứ 16 là Brighton 26 điểm. Đứng thứ 17 là Newcastle 26 điểm. Fulham xếp thứ 18 với 23 điểm. West Brom đứng thứ 19 với 17 điểm. Và cuối cùng là Sheffield United 14 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để liên tục cùng Thuật Thể Thao cập nhật những tin tức, kết quả, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu châu Âu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.